Ê vô, xin chào bạn Kiệt nghe. Wow, con đang làm gì vậy? Đây các bạn ơi, bạn Kiệt đang lái cái xe cẩu nghe. Wow, cái xe cẩu khổng lồ luôn nè. Wow, cái càng nó trên đây nè, ghê chưa, cái càng nó to ghê chưa. Wow, có cái gì dưới đây nè bạn Kiệt ơi? Có gì dưới cái bánh xe cẩu hả? À? Có gì màu xanh lạ lạ chứ hả? À? Chạy xuống lại lên. Có gì hả? À? Trời ơi, các bạn ơi, đâu có một con rùa. Wow, con rùa quá trời màu luôn. Con rùa có thể chạy chưa? Wow, một con rùa đồ chơi hả? Có cái kẹo dưới nữa nè. Wow, đã ghê chưa? Rồi, ở bên kia có gì hả? À? À, một cái trứng con gì hả? Trứng con heo. Đây các bạn ơi, một cái trứng hình con heo màu cam nha. Wow, các bạn ơi, xe cẩu này tại vì nó có quá trời đồ chơi với kẹo luôn nè. Đâu cái gì trên đó nữa hả? Wow, cái gì vậy ta? Cái gì mà tròn tròn lạ dữ hả? Cái gì vậy bạn Kiệt? Wow, các bạn ơi, lại một cái trứng màu cam, nó trứng hình con gì ạ? À, trứng hình con Pokemon hả? Wow, còn nữa không? Rồi chèo xuống đi kiếm cái còn nữa không nha. Đây các bạn ơi. Wow, ở trên cái cằn nó có gì kìa? Cái gì hả? Wow, một con ngựa màu vàng bị kẹt ở đây rồi. Ôi, đâu. Trời ơi, xe gì hả? Đây các bạn ơi, một chiếc xe hình con voi nha. Wow, voi màu trắng đẹp dữ rồi ta. Rồi còn nữa không bạn Kiệt? Còn nữa không? Đi tìm đâu nữa coi còn không. Wow, bạn Kiệt ơi, trên đây nè. Wow, đây dưới cái cằn móc nó có con gì nè? Con gì mà có nút bấm nè, con gì ạ? Wow, các bạn ơi, dưới cái cằn móc nó có nguyên con Pokemon điện thoại luôn nha. Rồi mình tìm lại cái còn không nha. Đây các bạn ơi, như vậy là hết rồi nha. Rồi bây giờ mình cùng bạn Kiệt đi lên cái xe cẩu này mở ra đồ chơi này ra nha. Rồi đây nè các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt sẽ bắt đầu mở đồ chơi với kẹo với trứng này ra cho chúng ta xem thử nha. Rồi đầu tiên là con gì đây? À, xe con voi có kẹo hả? Rồi mở cái kẹo ra thử bạn Kiệt ơi. À, kẹo gì? Wow, có kẹo này ba màu luôn nha. Đây một kẹo trái cây này mình ăn thử nha. Có ngon không? Đúng không? Rồi mở tiếp cái kẹo con ngựa ra nha các bạn. Đây có kẹo con ngựa màu vàng nè. Ủa, mở trứng hả? Các bạn Kiệt mở cái trứng trước nha. Rồi mở trứng trước đi rồi mình mở kẹo con ngựa. Một cái trứng Pokemon màu cam nha. Wow, có gì bên trong ta? Có đồ chơi gì không? Có cái kẹo. Wow, một cái kẹo Doraemon. Đây, có một cái tấm hình. Đây, một cái hình dáng nữa nè. À, cái này là cái hình thẻ bài nha. Còn này mới là hình dáng nè. Hình dáng con gấu panda nè các bạn. Rồi bây giờ mình nè. Ủa, có đồ chơi đây nè. Hai con khủng long luôn. Một con khủng long màu vàng với một con khủng long màu xanh. Và một cái chấm chấm xoay nha. Đây cái này xoay gì nè. Wow, hay ghê chưa. Rồi bây giờ mình mở con ngựa nha. Mở kẹo con ngựa. Wow, cái chấm chấm nó còn quay luôn nè. Wow, con ngựa này, con ngựa mà kéo bằng dây nha các bạn. Kéo bằng dây mình để dưới đất mình chạy á. Rồi, ở đây chạy không được rồi. Wow. Rồi, đã quá. Rồi, cho các bạn xem cái kẹo đi. Wow, một cái kẹo trái cây nha. À, cái kẹo này nó cũng giống cái kẹo kia luôn nè. Thôi, nhưng mình khỏi gờ mở ra nghe. Nó có hình Mickey nữa. Rồi, bây giờ mình chơi thử. Ê, mở cái trứng đi, mở trứng con heo đi. Rồi, mở cái trứng hình con heo nha. Con heo kêu sao bằng Kiệt? Đúng rồi, con heo kêu. Ôi, đúng rồi. Wow, trứng này cứng quá. Rồi, trứng cứng quá các bạn ơi, mở được rồi. Trứng này có gì bên trong mà cứng dữ ta? Wow, lại một cái kẹo nữa. Là có bông bóng luôn. À, một cái bông bóng. Rồi, thỏa thử cái bông bóng nha. Một cái bông bóng màu cam. Bé xíu. Đây, mình có một con cũng là màu vàng nha. À, có một con ngựa nữa. Con ngựa màu vàng nè, ngựa con màu vàng luôn. Rồi, ủa, vậy là hết rồi hả? À, bên trong nó có hình dáng nè các bạn ơi. À, hình dáng này giống cái trứng kia luôn. Trời ơi, hai trứng này giống nhau luôn các bạn ơi. Rồi bạn Kiệt dán lên mặt luôn rồi. Ở bể cái bông bóng cái bập rồi. À, cái này trên đây nó có cái lỗ nè. Mình để tiền vô đây mình đựng tiền nha. Rồi bây giờ mình sẽ chơi thử Pokemon nha. Rồi bạn Kiệt sẽ bấm thử cái đồ chơi Pokemon này, nó giống cái điện thoại quá. Wow, đồ chơi này bấm là nó có nhạc kêu luôn nè. Hay ghê chưa. Wow, đã dữ hả. Rồi đây mình còn cái đồ chơi cuối cùng là con rùa nha các bạn. Đây con rùa này nó cũng giống con ngựa vậy đó. Rồi, à, kẹo này giống nhau luôn các bạn ơi. Kẹo này kẹo trái cây luôn. Kẹo trái cây giống kẹo nãy luôn nè. Bây giờ mình mở kẹo Doraemon ra mình ăn thử nha. Rồi.
rồi một chút ra mình chạy cho con rùa này nè với con ngựa đó đua thử nha các bạn. Rồi bây giờ mình đem con rùa với con ngựa lên đường mình đua thử nha. Rồi đây nè các bạn ơi, bây giờ mình cho con ngựa với con rùa đua nha, coi con nào đua nhanh nè. 1, 2, 3 chạy. Ủa, con ngựa té rồi. À giờ mình để con ngựa lên trên đi. Rồi con rùa chạy chậm dữ rồi trời. Rồi chạy các bạn nghe, các bạn nghe. Rồi các bạn ơi, con ngựa nó chạy nhanh quá. Rồi rồi kéo bạn rùa đi. Trời cụ rùa này, cụ rùa luôn các bạn ơi, chạy chậm quá mà. Rồi té luôn rồi. Các bạn ơi, như vậy là video đến đây là hết rồi nha các bạn. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye.